Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với tin tức 24 giờ HD. Trong bản tin trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Thanh tra phát hiện vi phạm mà không xử lý thì pháp luật sẽ xử lý anh. Sẽ chia nhóm đối tượng vụ công ty Việt Á để xử lý. Cát tặc lộng hành, chính quyền địa phương ở đâu, khai thác Excel, trêu ngươi cán bộ địa chính. Bắt tạm giam phó chi cục trưởng phụ trách chi cục dự trữ nhà nước Sơn La. Thanh tra phát hiện vi phạm mà không xử lý thì pháp luật sẽ xử lý anh. Kính thưa quý vị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, lập thanh tra cục, tổng cục khi nào. Chiều ngày 17 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật thanh tra sửa đổi. Báo cáo một số vấn đề lớn liên quan, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật và cơ quan soạn thảo đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho giữ thanh tra huyện trong hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra theo cấp hành chính như chính phủ đã trình và ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội. Cũng có nhiều ý kiến tán thành với việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ. Ngược lại, một số ý kiến đề nghị không thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ vì việc thành lập tổ chức mới sẽ phát sinh thêm biên chế, không phù hợp với tinh thần nghị quyết số 18 của Trung ương. Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, tại các cơ quan này đã tổ chức đơn vị tham mưu về công tác thanh tra và bố trí đội ngũ công chức làm công tác thanh tra. Mặt khác, việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ không làm phát sinh tổ chức, biên chế mới do các cơ quan này đã có bộ máy và biên chế đang thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Hơn nữa, sau khi luật này có hiệu lực thi hành, không phải ở tất cả các cục, cục thuộc bộ hiện đang được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đều sẽ thành lập tổ chức thanh tra, mà chính phủ sẽ rà soát, chỉ cơ quan nào thực sự cần thiết và có đủ năng lực thực hiện thì mới được thành lập cơ quan thanh tra. Ông Tùng nêu và đề nghị cho giữ quy định về việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ. Tuy nhiên, để việc thành lập thanh tra tổng cục, cục thuộc bộ được chặt chẽ, luật sẽ quy định rõ các tiêu chí thành lập. Tại các tổng cục, cục thuộc bộ có vi phạm đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội do chính phủ quy định trên cơ sở đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, theo yêu cầu của Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Không để khoảng trống trách nhiệm. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đồng tình với việc duy trì thanh tra cấp huyện và giao cấp tỉnh quyết định thành lập. Tuy nhiên, ông cũng băn khoăn về khoảng trống về quản lý nhà nước trên địa bàn, nhất là với mảng xây dựng. Ông dẫn dụ trước kia ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh có công trình vi phạm, thanh tra xây dựng nói của thành phố, nhưng thành phố lại bảo không được giao chức năng nhiệm vụ này, đến khi khắc phục sự cố lại rất tốn kém cho xã hội. Cần nghiên cứu thêm, không để có khoảng trống về xử lý vi phạm trật tự xây dựng, ông Thanh lưu ý. Giải trình về mối quan hệ giữa thanh tra tỉnh với chủ tịch tỉnh, thanh tra chính phủ với thủ tướng chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, luật sửa đổi tới đây sẽ làm rõ mối quan hệ này. Ông Phong khẳng định, khi xây dựng luật này, ban soạn thảo không động đến tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ cũng cho ý kiến rất sát về việc này. Về việc này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc rồi, thanh tra phát hiện vi phạm mà không xử lý thì pháp luật sẽ xử lý anh, ông Định dẫn lời. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng lý giải, dự thảo đã có quy định cho một cuộc thanh tra, trách nhiệm của trưởng đoàn đến đâu, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đến đâu. Đoàn thanh tra phải chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra của mình, phát hiện sai phạm, anh phải có kết luận, còn nếu kết luận không vi phạm, anh phải chịu trách nhiệm về vấn đề đó. Mặt khác, trưởng đoàn thanh tra cũng có quyền bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm trước chánh thanh tra, ông Tùng lý giải. Cát tặc lộng hành, chính quyền địa phương ở đâu? Khai thác Excel, trêu ngươi cán bộ địa chính. Kính thưa quý vị, dư luận bức xúc về tình trạng cát tặc ngang nhiên xẻ thịt ba đồi cát gần nhà của cán bộ địa chính phụ trách khoáng sản xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận nhiều năm nay, thế nhưng không bị chính quyền xử lý triệt để. Băm nát đồi cát. Nhiều năm nay, người dân xã Thắng Hải chứng kiến khu đất của ông Hắt ngay phía sau nhà ông Nguyễn Văn Nghĩa, cán bộ địa chính phụ trách khoáng sản xã Thắng Hải, bị khai thác trái phép, hiện trở thành bãi tập kết cát lậu quá quen thuộc với dân địa phương. Từ chiều tối đến rạng sáng, binh đoàn máy cày vận chuyển cát, khai thác trái phép từ trong những khu rừng tràm kéo ra, đổ xuống bãi để xe ben đêm ngày đến chở đi tiêu thụ. Lúc trước, khu đất đó là đồi cát nhưng bị san hạ lấy hết khoáng sản. Sau này, khi có mặt bằng thì trở thành bãi tập kết.
Vào ban đêm, xe máy cày từ trong rừng tràm chở cát ra đổ để xe ben vô chở liên tục. Họ làm lâu nay, dù không có phép, nhưng không thấy chính quyền đến dẹp. Một người dân bức xúc. Nhiều ngày đêm cuối tháng 7 năm 2022, nhóm phóng viên ghi nhận tại bãi tập kết phía sau nhà ông Nghĩa có nhiều xe ben kiểm soát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào bãi cát lậu này chở cát đi về hướng xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Đối diện nhà của cán bộ địa chính Nghĩa còn có bãi tập kết cát của ông Tê san lấp. Phía sau bãi tập kết có một đồi cát lớn bị ông Tê san lấp, khai thác đưa về đây chứa. Từ ngoài quốc lộ 55 có thể nhìn rõ bãi chứa và đồi cát đã bị khai thác, cũng như bãi tập kết tại khu đất ông Hát. Xe ben mang biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận thường xuyên đến bãi lấy cát trở về hướng xã Bình Châu cả ngày lẫn đêm. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thắng Hải, cho biết đồi cát bị ông Tê san lấp khai thác trái phép từ 2015 đến nay, rộng khoảng 3.000 m2, thuộc sở hữu của gia đình. Ông này khai thác không thường xuyên, năm 2020 đã bị công an huyện phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã bắt quả tang một lần. Tuy nhiên, sau đó ông này vẫn khai thác cho đến nay, rồi đưa về bãi chứa gần đó. Ông Sơn cho hay, chưa hết, cách nhà cán bộ địa chính Nghĩa vài trăm mét cũng có một đồi cát khác bị băm nát với khối lượng lên đến hàng trăm ngàn khối. Cát ở đồi này bị khai thác đưa đến bãi chứa cát lậu của ông P. Bùa. Theo ghi nhận của phóng viên, lối vào đồi cát là một đường mòn đi từ quốc lộ 55 vào khoảng 500 mét qua trụ sở tổ điện Tân Thắng, xã Thắng Hải. Hiện lối vào đồi cát có một cổng rào bằng tôn do người dân dựng lên không cho ai vào. Ông Phan Thanh Sơn cho hay đồi cát mà ông P. Bùa khai thác là do xã quản lý. Từ tháng 3 năm 2022, ông P. Bùa đã lén lút khai thác vào ban đêm và cho người cảnh giới nên địa phương không vào tận nơi bắt quả tang được. Ông Sơn nhẩm tính, đến nay, diện tích động cát bị khai thác trái phép khoảng 3.000 m2, với chiều cao khoảng 7 m, thì có đến hàng trăm ngàn khối cát bị lấy cắp. Sẽ chia nhóm đối tượng vụ công ty Việt Á để xử lý. Kính thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã thống nhất sẽ phân hóa đối tượng trong vụ án công ty Việt Á thành các nhóm để xử lý theo mức độ vi phạm. Chiều ngày 17 tháng 8, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban Chỉ đạo. Tại cuộc họp, báo chí đặt nhiều câu hỏi về tiến độ xử lý vụ thổi giá kit xét nghiệm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, một trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Trả lời về vấn đề này, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết vụ án Việt Á rất điển hình về tham nhũng tiêu cực có hệ thống tổ chức. Theo ông Yên, vụ án điển hình tới mức xảy ra từ cơ quan bộ ngành trung ương cho tới địa phương, tới cấp cơ sở do diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Và nhiệm vụ phòng chống dịch được đặt lên hàng đầu. Lực lượng cán bộ y tế nói chung và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC nói riêng có đóng góp quan trọng, song cũng đã để xảy ra chuyện tham nhũng tiêu cực chưa từng có, ông Yên cho hay. Ông Yên cũng khẳng định hiện các cơ quan điều tra trong toàn quốc đang tiến hành điều tra giáo diết, quyết liệt. Ngoài điều tra của Bộ Công an, cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng rất quyết liệt, giáo diết, nhất là với đối tượng chính, chủ mưu, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi để dẫn tới sai phạm hàng loạt ở địa phương. Đồng thời, 62 trên 63 cơ quan điều tra các tỉnh cũng vào cuộc theo tinh thần ủy thác điều tra của các cơ quan trung ương. Ông Yên cho biết hiện có hai mảng điều tra, trong đó cơ quan điều tra Bộ Công an phụ trách mảng công ty Việt Á dẫn đến sản phẩm liên hệ với các đối tượng ở địa phương. Mảng thứ hai là điều tra đầu vào, tức là cả quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước để đưa ra sản phẩm của Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, và đến nay đã có đủ căn cứ kết luận Học viện Quân y đã làm gì, sai đến đâu. Tiến độ điều tra đang rất là tốt, ông Yên nói và cho biết tới nay, liên quan vụ công ty Việt Á đã có 25 vụ án liên quan tại 25 địa phương được khởi tố với 95 bị can, còn lại 38 địa phương chưa khởi tố vụ án. Trong 38 địa phương này, có 68 vụ việc liên quan đang được xem xét, ông Yên nói. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng cho biết, tại phiên họp 22, Ban Chỉ đạo đã đồng ý chủ trương sẽ phân hóa các đối tượng vi phạm trong vụ Việt Á thành các nhóm để xử lý phù hợp với mức độ vi phạm và bối cảnh tình hình phòng chống dịch. Trong đó sẽ có nhóm phải nghiêm trị, nhưng cũng có nhóm sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự. Tinh thần là xử lý nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn. Trong vài ngày tới, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo sẽ ban hành hướng dẫn để các bên liên quan thực hiện, ông Yên nói.